Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình làm clip hướng dẫn các bạn cài đặt hai phiên bản Proxy Mobile trên cùng một bộ giả lập của Tencent. Như các bạn đã biết, Tencent đã cho update trình giả lập. Thì các bạn nếu mà đang dùng cái phiên bản giả lập cũ mà update cái mắc kẹt lên ấy, thì cũng các bạn chỉ update được cái store lên này thôi. Còn cái giả lập Android thì nó vẫn còn là bản cũ các bạn ạ. Các bạn muốn có một cái số thay đổi mới thì các bạn phải vào trang chủ. Vào trang chủ của nó các bạn tải về nhá. Trang chủ của nó link như này. Đây link cũ là như thế này. sizz.qq.com. Thì các bạn enter thì nó sẽ chuyển ra một cái tên miền mới tgb.qq.com. Đấy, các bạn download về các bạn tiến hành cài đặt. Mình không trong clip này mình không hướng dẫn các bạn cài đặt, mình chỉ hướng dẫn các bạn tải hai game chung vào một sụp thôi, hai sụp game chung vào một cái giả lập thôi. Thì đầu tiên ở đây mình sẽ cho các bạn thấy, sau khi cài xong thì các bạn khởi động cái mắc kẹt của nó lên. Mắc kẹt lên thì các bạn sẽ nhìn thấy này, sau khi các bạn trước khi các bạn cài game ấy thì nó sẽ cho các bạn lựa chọn là cài bản quốc tế hay là bản Việt Nam. Nhưng mà sau khi các bạn cài xong một phiên bản thì nó sẽ không còn nữa. Đây các bạn vào lại phần Proxy Mobile. Đây nó không còn cái trước đây thì chỗ này nó sẽ cho các bạn chọn server để các bạn cài đặt tiếp. Nhưng mà hoặc là update, nhưng bây giờ thì không. Thì các bạn với lòng làm theo mình. Các bạn bấm vào My Game. Tức là các bạn cài trước một phiên bản quốc tế hay phiên bản Việt Nam cũng được. Các bạn vào My Game, các bạn thấy phần Proxy Mobile. Các bạn thấy cái mũi tên cho nút play này, các bạn bấm ra. Các bạn bấm vào chọn cho mình uninstall nha. Đấy, bây giờ nó sẽ hiện ra cho các bạn thấy cái data của hai cái phiên bản Vinagame Việt Nam và phiên bản quốc tế. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy cái mục Việt Nam này, mình chưa tải này, nó sẽ hiển thị cái nút download về. Các bạn bấm vào đấy để các bạn download về. Ok. Nếu bạn đây là cảnh báo là nếu bạn mà đăng nhập tức là mình đăng nhập vào phiên bản server Việt Nam ấy thì tất cả data sẽ bị xóa ở phiên bản quốc tế. Ok. Các bạn ok. Cho nó tải. Cái này cảnh báo, thực ra là nó cảnh báo người dùng thôi các bạn ạ. Các bạn đăng nhập tài khoản thôi, chứ còn không phải là các bạn tải cái phiên bản Việt Nam về mà nó xóa hết cái data của phiên bản quốc tế. Cá nhân mình thì mình ưu tiên là việc tách hai phiên bản ra hai cái giả lập khác nhau, hai cái sổ giả lập khác nhau. Mục đích của mình là cho nó dễ quản lý và xử lý khi mà có trục trặc. Ví dụ như là khi các bạn khách đang chơi bản quốc tế mà các bạn muốn up game bản Vinagame thì nó dính liền một cục, vậy thì các bạn thao tác trên server sẽ ảnh hưởng đến người chơi. Đây là mình hướng dẫn cho một số các bạn có thể là chưa tìm ra mà các bạn muốn sử dụng để cài đặt hai cái phiên bản quốc tế và Việt Nam chung một cái sụp giả lập. Các bạn để chung hai phiên bản trong một cái sụp giả lập thì nó có một cái dở nữa mà mình đã từng gặp rồi ở thời kỳ đầu. Đó là khi khách khởi động giả lập lên, sau đó khách thoát game và các bạn sau đó khách lại vào nhầm phiên bản, đăng nhập nhầm phiên bản, dẫn đến việc bị mất hết dữ liệu trên server cũ. Sau khi download xong thì nó đang tiến hành cài đặt. Đấy các bạn thấy giờ có hai phiên bản. Ở đây mình dùng HD thôi, Full HD thôi. Sau khi update đến phiên bản 13.5 này thì các bạn, một số bạn kêu mình có hiện tượng lag thì các bạn vui lòng làm theo clip này các bạn nhé. Các bạn nhớ các bạn tải lên cái trang chủ của nó ấy, tải cái giả lập mới nhất về các bạn cài đặt.
Đây các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có hai cái game, hai phiên bản game trong một sổ giả lập. Mình mở bản quốc tế các bạn xem. Đấy các bạn thấy ngay không? Nó có ngay cái tăng tốc mạng. Ok. Khả năng là mạng sẽ ổn hơn. Mình chỉ biết vậy thôi chứ mình chưa trải nghiệm cái chức năng này. Ok, mục đích của clip là đến đây kết thúc. Mình chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt hai cái suộc game, hai phiên bản game PUBG Mobile quốc tế và PUBG Mobile Việt Nam trên cùng một suộc giả lập mới. Hy vọng mà clip sẽ giúp ích được cho các bạn. Thì mọi thắc mắc cũng như việc đóng góp ý kiến các bạn có thể inbox mình hoặc là comment dưới video. Mình sẽ cập nhật cho các bạn link cái suộc giả lập này. Thì mình sẽ viết thêm cái launcher nữa. Thì mình sẽ sau đó mình sẽ update link cho các bạn. Các bạn nếu mà cảm thấy khó khăn cái việc cài đặt hoặc là không muốn chờ thì các bạn có thể tải trực tiếp cái suộc mình đã setting sẵn về và đào map sẵn rồi. Các bạn cho khách chơi. Các bạn đi qua xem clip thì cho mình xin một like và có thể bấm theo dõi kênh để cập nhật những clip mới nhất.